Chào quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy lại trở lại với các em ở cái nội dung của bài 8, tiếp tục với cái nội dung của tuần trước. Tuần thứ 16 này, thầy lại nhắc lại cho các em các bước lý thuyết để làm thế nào để có thể gấp các dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều cũng như là biển báo cấm đi ngược chiều. Tuần này thầy sẽ nhắc lại các bước lý thuyết cho các em thêm một lần nữa và sau đó thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy. Sau đây chúng ta đi vào phần nội dung chi tiết. Sau đây các em cần phải chuẩn bị những dụng cụ như sau. Thứ nhất, tương tự như những nội dung trước, các em cần phải có giấy thủ công màu. Tuy nhiên, ở cái trường hợp này, chúng ta có cái biển báo là biển báo giao thông thì nó sẽ có hai màu chủ đạo, đó là màu đỏ và màu xanh. Bên cạnh đó chúng ta có cả màu trắng nữa, tùy theo cái biển báo. Thì các em cần phải chuẩn bị giấy thủ công màu. Và trường hợp này, màu sắc chúng ta cần phải chuẩn bị theo cái nhu cầu của cái biển báo giao thông đó. Chứ chúng ta cũng không thể chọn theo cái màu mà chúng ta yêu thích như những bài trước đây nữa. Tiếp theo, đó chính là bút chì. Và bút chì màu, nó sẽ giúp cho các em kẻ và vẽ những cái hình mà các em cần phải có để cắt. Tiếp theo là thước. Thì cái thước kẻ này, như thầy đã nói với các em rất là nhiều lần, nó giúp cho các em kẻ và vẽ những cái đường rất là chính xác. Và thầy lại lưu ý với các em thêm một lần nữa là cái thước kẻ này các em cần phải chuẩn bị cho thầy với cái độ dài khoảng 30cm là vừa. Tiếp theo là kéo. Nó sẽ giúp cho chúng ta cắt những cái đường mà chúng ta kẻ và vẽ đó một cách chính xác. Và cuối cùng là hồ dán hay còn gọi là keo dán. Nó sẽ giúp các em dán các cái đối tượng đó lại với nhau để chúng ta có một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Sau đây chúng ta đi vào cái phần thực hành. Xem toàn bộ hướng dẫn. 1. Cắt dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều. Bước 1. Cắt tờ giấy màu xanh hình vuông 8 ô, gấp cắt hình tròn, xem bài 7. Bước 2. Lấy tờ giấy màu trắng, cắt thành hình chữ nhật nhỏ, dài 6 ô, rộng 1 ô và dán vào giữa hình tròn xanh, ta được biển báo đi thuận chiều. Hai, cắt dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. Bước 1, cắt tờ giấy màu đỏ hình vuông khoảng 8 ô, gấp cắt hình tròn, xem bài 7.
Bước 2. Lấy tờ giấy màu trắng, cắt thành hình chữ nhật nhỏ, dài 6 ô, rộng 1 ô và dán vào giữa hình tròn đỏ. Ta được biển báo cấm xe đi ngược chiều. Và bây giờ thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy làm thế nào để chúng ta có thể gấp các dán biển báo giao thông. Ở cái nội dung này thì thầy sẽ làm mẫu cho em thấy hai cái mẫu biển báo giao thông. Đó là biển báo đi thuận chiều và biển báo cấm đi ngược chiều. Và như thầy đã nói ở cái phần lý thuyết, giấy thủ công chuẩn bị cho cái sản phẩm này là những cái màu bắt buộc có sử dụng ngoài thực tế, chứ chúng ta không thể chọn cái màu chúng ta yêu thích như những sản phẩm khác được. Như vậy, ở hai biển báo này thì thầy cần phải có thứ nhất là giấy thủ công màu xanh cho cái biển báo đi thuận chiều và cái giấy thủ công màu đỏ cho cái biển báo cấm đi ngược chiều. Và bên cạnh đó, thầy cần phải có một cái giấy thủ công màu trắng hoặc là cái mẫu giấy màu trắng để thầy cắt hình chữ nhật nhỏ. Bây giờ đầu tiên thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy cắt và dán cái biển báo giao thông đi thuận chiều. Như những nội dung trước, thầy hay nhắc các em là chúng ta nên sử dụng lại những mẫu giấy thủ công mà đã dùng trước đó. Cái phần còn lại ở đây chúng ta đủ để làm sản phẩm thì chúng ta nên dùng, tránh lãng phí. Ở trường hợp này, tương tự như nội dung của cái bài gấp và cắt dán hình tròn, thì đầu tiên thầy cũng phải cần có cái hình tròn màu xanh. Mà muốn có hình tròn màu xanh thì thầy phải cần có cái mẫu giấy hình vuông. Như vậy, các bước để thực hiện cái điều đó thì thực hiện hoàn toàn giống với cái bài gấp và cắt dán hình tròn. Sau đây thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy mà thầy không cần phải nhắc lại chi tiết các cái bước đó nữa. Các em hãy quan sát thầy làm đây. Đầu tiên thì thầy cần phải có một cái mẫu giấy thủ công hình vuông. Và tương tự, thầy cũng chọn một cái hình vuông có cái độ dài là 8 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi cạnh là 8 ô. Mỗi cạnh là 8 ô. Sau đó thầy gấp chéo lại. Các cái bước này thì chúng ta làm thực hiện hoàn toàn giống với cái bước mà gấp và cắt dán hình tròn. Thì thầy sẽ làm mà thầy không nói, thầy không nhắc lại quá chi tiết các bước nữa. Đấy, cái phần sau khi chúng ta gấp chéo lại, mà nếu các em thấy nó vẫn còn đang bị thừa thì các em lấy kéo cắt bỏ phần thừa đó đi, xem như là chúng ta chỉnh cho nó chính xác cái mẫu giấy thủ công hình vuông này. Đấy, không sao cả, cắt bỏ phần thừa đã xong thì thầy có được một hình vuông như thế này. Bây giờ thầy gấp để mà cắt được hình tròn. Gấp đôi lại, gấp đôi tam giác này lại. Sau đó gấp đôi thêm một lần nữa để mình lấy cái đường dấu giữa. Rồi, có được đường dấu giữa thì thầy gấp hai bên vào. Hai bên vào. Tương tự như vậy, bên này cũng gấp vào đường dấu giữa. Sau đó trở sang mặt bên kia, thầy cắt bỏ cái phần thừa này đi. Thầy mở ra. Thầy mở ra thì thầy được cái hình như thế này. Sau đó thầy gấp đôi cái hình này lại. Và thầy lấy bút chì, thầy kẻ một cái đường cong từ cái điểm này sang điểm này. Và thầy lấy kéo, thầy cắt theo cái đường cong đó. Sau khi thầy cắt xong, thầy mở ra thì thầy sẽ được một hình tròn.
hoàn toàn giống với các bước của gấp và các dáng hình tròn. Thì đường hình tròn như thế này. Đấy. Thì đường hình tròn như thế này. Tiếp theo, thầy lấy thủ công màu trắng hoặc là một cái tờ giấy màu trắng. Thầy cắt một hình chữ nhật. Sao cho cái độ dài của hình chữ nhật đó là 6 ô, nghĩa là nó nhỏ hơn cái hình tròn này 2 ô. Và chiều rộng là 1 ô. Thì ở đây thầy đã chuẩn bị sẵn một cái tờ giấy màu trắng ở đây. Giấy màu trắng. Và với tờ giấy màu trắng của thầy thì thầy cần phải có thước kẻ để thầy kẻ một ô vào đây. Đó. Thầy kẻ ô tương tự như cái giấy thủ công. Đó, các em thấy là thầy lấy giấy thủ công để thầy đếm ô. Đó, đếm ô. Ví dụ ở đây thầy đếm là 6 ô. 1 2 3 4 5 6, 6 ô là tới đây. Tới đây. Và độ rộng là 1 ô là đây. Và như vậy là thầy lấy thước thầy kẻ. Thầy kẻ một cái hình chữ nhật có độ dài là 6 ô và rộng là 1 ô. Thì kẻ và cắt hình chữ nhật chúng ta cũng đã được học rồi. Hình chữ nhật là một hình mà có cái chiều dài và chiều rộng kích thước khác nhau. Bây giờ thầy cắt theo cái hình mà thầy đã kẻ ở đây. Đấy. Sau khi thầy cắt thì thầy được một hình chữ nhật như thế này. Màu trắng như thế này. Và sau cùng thì thầy sẽ dán cái màu trắng này vào ngay giữa của cái màu xanh. Ngay giữa của cái màu xanh. Đấy, các em lưu ý cho thầy là chúng ta sẽ dán ngay vào giữa của hình màu xanh này. Đấy. Ngay ở giữa. Và như vậy thầy đã hoàn chỉnh một cái biển báo giao thông đi thuận chiều. Và các em sử dụng cái hồ dán, chúng ta dán cái sản phẩm này vào trong cái vở thực hành thủ công lớp 2 ở đây. Đấy. Như vậy thầy vừa hoàn thành cái bài mẫu là làm biển báo giao thông đi thuận chiều. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm biển báo giao thông cấm đi ngược chiều. Và ở phần lý thuyết thì thầy cũng đã nói với các em rồi. Các bước hoàn toàn giống với cái biển báo giao thông đi thuận chiều. Hoàn toàn giống, không khác gì hết. Nhưng chỉ khác nhau ở cái điểm là chúng ta chọn cái giấy thủ công màu đỏ để làm cho cái biển cấm đi ngược chiều. Như vậy chúng ta sẽ có những bước nào? Thứ nhất là cần phải có một cái mẫu giấy thủ công hình vuông màu đỏ. Thứ hai, chúng ta gấp để cắt cho được cái hình tròn màu đỏ. Thứ ba, chúng ta sẽ cắt hình chữ nhật màu trắng tương tự như thế này. Và sau cùng mình dán vào thì mình sẽ được cái biển cấm đi ngược chiều. Các em xem thầy làm ở đây. Đầu tiên thì thầy sẽ lấy giấy thủ công màu đỏ. Và thầy cũng sẽ phải cắt một cái giấy thủ công hình chữ nhật. Hình vuông. Và có chiều rộng là 8 ô. 6 8 8 Đấy. 8 ô. Thầy cắt cái phần rẻo này đi, phần thừa này đi. Rồi. Như vậy thầy có được một cái hình vuông 8 ô như thế này và màu đỏ 2 4 6 8. 2 4 6 8. Màu đỏ như thế này. Bây giờ thầy sẽ gấp và thầy cắt hình tròn. Tương tự như cái hình tròn của biển báo giao thông đi thuận chiều. Thầy gấp cắt. Các em lưu ý là tương tự như vậy, hoàn toàn giống như vậy, cho nên thầy sẽ không nói chi tiết quá
về cái các bước này nữa, mà thầy sẽ gấp nhanh để thầy cắt cho các em thấy cái sản phẩm hoàn chỉnh. Hoàn toàn giống, hoàn toàn giống với cái việc gấp và cắt hình tròn và biển báo đi thuận chiều. Thầy cũng sử dụng bút chì, thầy kẻ một cái đường cong ở đây. Đấy. Sau cùng thầy lấy kéo thầy cắt theo cái đường cong mà thầy vừa kẻ đó. Thầy cắt xong, thầy mở ra thì thầy sẽ được hình tròn như thế này. Đấy, thầy được một hình tròn như thế này. Các em thấy chưa? Và các em vuốt cho nó phẳng. Nó phẳng những cái nếp mà chúng ta vừa gấp. Đấy. Tiếp theo, thầy cũng cần có một cái hình chữ nhật màu trắng như thế này. Tương tự như cái biển báo giao thông thuận chiều. Thầy sử dụng giấy thủ công màu trắng. Và thầy cũng sẽ cắt một cái hình chữ nhật có chiều dài là 6 ô. Và chiều rộng là 1 ô. Chiều dài là 6 ô và chiều rộng là 1 ô. Thầy lấy thước kẻ, thầy kẻ xong và thầy sẽ cắt theo cái đường mà thầy vừa kẻ. Thầy có được hình chữ nhật như thế này. Đấy. Sau đó thầy sử dụng hồ dán. Thầy dán hình chữ nhật này vào giữa hình tròn màu đỏ. Thầy vào giữa hình tròn màu đỏ. Các bước hoàn toàn giống với biển báo giao thông đi thuận chiều. Đấy, thầy dán vào ở giữa. Và như vậy thầy đã hoàn thành cái biển báo cấm đi ngược chiều. Sau cùng thầy sử dụng hồ dán, thầy dán sản phẩm này vào trong vở thực hành thủ công. Thầy dán nó vào đây, ngay bên cạnh này. Đấy, và như vậy ở đây bây giờ thầy sẽ có hai biển báo giao thông, một biển báo đi thuận chiều và một biển báo đi ngược chiều. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn xong cho các em cái nội dung của bài cắt dán biển báo giao thông đi thuận chiều và cấm đi ngược chiều. Và như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho các em xong toàn thể nội dung của cái bài gấp cắt dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều cũng như là biển báo giao thông cấm đi ngược chiều. Thầy hy vọng thông qua cái bài này, các em có thể vận dụng để có thể sáng tạo ra những cái biển báo giao thông khác mà chúng ta bắt gặp ở trên đường khi các em được ba mẹ cũng như anh chị chở đi học. Chúc các em có một cái buổi học thật sự ý nghĩa và những cái sản phẩm thật sự mang tính ứng dụng cao.